Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi vì điểm này trong tính cách, đúng là vừa có tâm vừa có tầm. Hai năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh liên tục dành nhiều thời gian trên phim trường, ngoài Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nàng Tiểu Hoa còn tham gia dự án phim Giữ Phượng Hành và Gió Thổi Bán Hạ. Gần đây nhất, Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ vì tiếp tục góp mặt trong Hổ Lang Chi Lộ. Không để người hâm mộ quá lo lắng về lịch trình dày đặc, nữ diễn viên đã đăng tải hình ảnh đi xả hơi cùng hội bạn thân. Ngoài nhan sắc trẻ trung rạng rỡ, điều khiến người hâm mộ bất ngờ là tình bạn thân thiết suốt 13 năm của Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, người bạn thường xuyên xuất hiện trong loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh là Châu Phương, cả hai từng đóng chung khi mới vào nghề. Tuy nhiên, sau đó nàng Tiểu Hoa thành danh nhờ Lục Trinh Truyền Kỳ, Hoa Thiên Cốt, còn Châu Phương kém may mắn hơn khi không có được vai diễn ấn tượng nào. Những tưởng giữa cả hai sẽ có khoảng cách, nhưng bất ngờ là họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết suốt hơn 13 năm qua. Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là có ít bạn bè trong giới giải trí. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận mình là người giao thiệp kém, không thích xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa để tạo mối quan hệ. Những người bạn thân thường xuyên xuất hiện trong ảnh của nàng Tiểu Hoa, đa số là người ngoài ngành hoặc những diễn viên không quá nổi tiếng. Người hâm mộ cho rằng đây chính là điểm chân thật nhất trong tính cách của Triệu Lệ Dĩnh, không vì tên tuổi danh tiếng mà kết bạn hay cố làm thân. Anh trai Đàm Tùng Vận bị ném đá vì lợi dụng Triệu Lệ Dĩnh để đánh bóng tên tuổi. Trương Tân Thành được biết đến là một trong những nam diễn viên có diễn xuất tốt của Cbiz. Anh chàng ghi dấu ấn với khán giả qua loạt phim như Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Đại Tống Thiếu Niên Chí, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Đặc biệt, vai diễn anh nhỏ khi hợp tác cùng Đàm Tùng Vận đã giúp Trương Tân Thành củng cố địa vị trong giới giải trí. Mới đây, dự án điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế của Trương Tân Thành và Tôn Thiên đã được ra mắt. Đây được đánh giá là một bộ phim rất đáng xem trong dịp cuối tháng 4, đầu tháng 5 này. Tuy nhiên, phim vừa ra mắt chưa lâu, anh trai Đàm Tùng Vận đã bị dân tình ném đá vì IQ thấp. Theo đó, trong một buổi phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim Đã Nhiều Năm Như Thế, Trương Tân Thành được hỏi rằng từng xem phim nào của Tôn Thiên trước khi hợp tác. Nam diễn viên đã trả lời rằng có xem Gió Thổi Bán Hạ và chỉ xem đoạn có bạn diễn của mình. Câu trả lời tưởng như bình thường này lại khiến nhiều người thấy không hài lòng. Nguyên nhân là bởi, ở thời điểm Trương Tân Thành và Tôn Thiên hợp tác, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa chiếu. Thậm chí, dự án phim này cũng chưa tung ra trailer nào cả. Chính vì vậy, dân tình cho rằng Trương Tân Thành cố ý nói dối để đánh bóng bản thân. Sự việc khiến hình ảnh của anh trai Đàm Tùng Vận xấu đi rất nhiều trong mắt khán giả. Trước đó, Trương Tân Thành và Tôn Thiên cũng đã lao đao trước một đoạn video thân mật của cả hai. Cư dân mạng cho rằng, thời điểm đó hai ngôi sao này đã cố tình tung tin nhằm tạo nhiệt cho dự án điện ảnh Đã Nhiều Năm Như Thế sắp ra mắt. Ở thời điểm hiện tại, Đã Nhiều Năm Như Thế thu về mức doanh thu khả quan, phim được kỳ vọng sẽ còn thu hút được nhiều khán giả. Đám cưới của Trương Tịnh Nghi và người yêu khiến đỉnh lưu như Vương Nhất Bác cũng phải lao đao. Vào ngày 28 tháng 4 vừa qua, có rất nhiều dự án điện ảnh Trung Quốc đã được ra mắt. Bên cạnh Trường Không Chỉ Vương do Vương Nhất Bác và Hồ Quân đóng chính, còn có Đã Nhiều Năm Như Thế của Trương Tân Thành và Tôn Thiên, Đường Đời Xa Lạ của Phạm Thừa Thừa và Trương Tịnh Nghi. Từng liên tiếp dẫn đầu phòng vé, song dự án điện ảnh của Vương Nhất Bác lại bất ngờ bị đánh thụt lùi. Cụ thể, kể từ khi ra mắt, Trường Không Chỉ Vương của Vương Nhất Bác luôn đứng top đầu doanh thu phòng vé. Tuy nhiên mới đây, doanh thu ngày của Đường Đời Xa Lạ do Trương Tịnh Nghi và Phạm Thừa Thừa đóng chính đã vươn lên vị trí thứ nhất. Không những vậy, suất chiếu của dự án điện ảnh này cũng tăng lên 24% và đứng ở hạng đầu tiên. Thông tin này khiến các fan của Phạm Thừa Thừa và Trương Tịnh Nghi vô cùng vui mừng. Trước đó, cặp đôi từng khiến khán giả không khỏi suýt xoa vì loạt ảnh cưới được đăng tải, tạo hình cô dâu của Trương Tịnh Nghi khiến người xem mê mẩn vì vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng và cũng rất ngọt ngào. Bên cạnh đám cưới gây sốt của cặp đôi chính, Đường Đời Xa Lạ còn có cốt truyện được đánh giá cao. Ở thời điểm hiện tại, Đường Đời Xa Lạ do Phạm Thừa Thừa và Trương Tịnh Nghi đóng chính được đánh giá là hắc mã trên đường đua điện ảnh. Với đà này, nhiều khán giả lo ngại Trường Không Chỉ Vương của Vương Nhất Bác sẽ bị đánh bật khỏi top đầu doanh thu phòng vé. Nhìn vào thực trạng này, dân tình đánh giá có vẻ người xem đã chán dòng phim về đề tài yêu nước, thay vào đó là quan tâm hơn đến những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Diễn viên đóng thế bóc trần cách làm việc của Tiêu Chiến còn áp lực hơn Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ là sao nam điển trai, Tiêu Chiến còn được biết đến là người có tính cách tốt và luôn tận tâm với công việc. Các tác phẩm phim ảnh có sự tham gia diễn xuất của anh chàng luôn được công chúng đón nhận và thu về thành tích tốt. Hiện tại, khán giả đang mong đợi Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt Bên Tôi do Tiêu Chiến đóng chính lên sóng. Mới đây, một diễn viên đóng thế đã lên tiếng
tiết lộ về Tiêu Chiến khi ở đoàn phim Nắng Gắt Bên Tôi. Theo đó, người này cho biết chàng Mỹ Nam 9X đi làm hầu như không cần ngủ. Dù đêm hôm trước có thức khuya thế nào, sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đến phim trường với trạng thái tốt nhất. Tính cách của nam diễn viên cũng rất cởi mở, nên được nhiều người yêu mến. Ngoài ra, Tiêu Chiến còn khiến nhiều người nể phục với khả năng diễn xuất không cần xem lại kịch bản. Ngay cả những đoạn thoại nội tâm dài, nam diễn viên cũng chỉ cần nhìn qua là có thể tái hiện lại một cách hoàn hảo. Khả năng làm việc của chàng Mỹ Nam Trần Tình Lệnh khiến nhiều người ngỡ ngàng và thán phục. Bên cạnh đó, diễn viên đóng thế này cũng cho biết Tiêu Chiến nhìn ở ngoài đời đẹp hơn trên hình rất nhiều. Anh chàng cũng rất hào phóng, thường xuyên mua đồ ăn cho các thành viên đoàn phim. Sự ấm áp, vui vẻ và quan tâm đến mọi người xung quanh giúp Tiêu Chiến được lòng nhiều người. Sau những tiết lộ của diễn viên đóng thế này, nhiều fan không khỏi tự hào về Tiêu Chiến. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ lo ngại cho sức khỏe nam diễn viên. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người nhớ đến trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh trước đây. Có nguồn tin tiết lộ, nàng tiểu hoa 85 trên phim trường, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 5 tiếng. Cô nàng cũng luôn dốc hết sức vì vai diễn của mình, nên được mọi người vô cùng yêu mến. Trong bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi, Tiêu Chiến hợp tác cùng đàn chị là Bạch Bách Hà. Bộ phim đang trong khâu hậu kỳ và chuẩn bị được lên sóng thời gian tới. Dương Tử tiếp tục nhận vai nữ chính phim cổ trang, dân tình thắc mắc, sao mãi chưa truyền hình. Là đỉnh lưu lượng nổi tiếng của Cbiz, các dự án phim của Dương Tử luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Hiện tại, dân tình đang mong đợi Trường Tương Tư và Tình Yêu 199 của nàng Tiểu Hoa lên sóng. Ở thời điểm hiện tại, Dương Tử đang nghỉ ngơi và lựa chọn kịch bản phim mới. Có nguồn tin cho biết, sắp tới cô nàng sẽ tiếp tục đóng phim cổ trang. Theo đó, có nguồn tin cho biết, dự án cổ trang Mộc Lan Vô Trường Huynh đang chuẩn bị được khai máy. Phía đoàn làm phim đang liên hệ Dương Tử để mời vào vai nữ chính. Với lợi thế ngoại hình, nhiều ý kiến cho rằng chắc chắn cô nàng sẽ nhận lời tham gia bộ phim này. Trước đó, có nhiều thông tin đưa ra cho biết, sau Tình Yêu 199, Dương Tử sẽ vào đoàn phim Thừa Hoan Ký. Trong dự án này, nàng Tiểu Hoa sẽ hợp tác cùng Mỹ Nam Diên Hy cộng lực là Hứa Khải. Tuy nhiên, đến nay thông tin cặp đôi 9X này sẽ tham gia Thừa Hoan Ký vẫn chưa được xác nhận. Tuy vậy, thông tin Dương Tử tham gia dự án cổ trang mới lại khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy không hài lòng. Sau Hương Mật Tựa Khói Xương, các bộ cổ trang khác của nàng Tiểu Hoa đều không được lòng khán giả. Gần đây nhất là Trầm Vụn Hương Phai cũng không gặt hái được thành công như mong đợi. Thậm chí, nhan sắc và diễn xuất của cô nàng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài ra, việc Dương Tử liên tục nhận phim ngôn tình chuyển thể, cổ trang khiến nhiều fan lo lắng. Ở thời điểm hiện tại, đối thủ lớn nhất của cô nàng là Địch Lệ Nhiệt Ba đã dần chuyển hình với các tác phẩm chính kịch. Nàng Mỹ Nữ Tân Cương trước có Công Tố Tình Anh đang chờ lên sóng, hiện tại lại đang quay Lợi Kiếm Hoa Hồng cũng được đánh giá rất cao. Nếu Dương Tử không chịu thay đổi cách nhận phim, khán giả lo ngại cô nàng sẽ dần bị thụt lùi trong dàn Tiểu Hoa cùng lứa. Triệu Lệ Dĩnh lúc mới xuất đạo bị đạo diễn so sánh với heo, xót xa nhất là chi tiết này. Ít ai biết được rằng, trước khi có chỗ đứng và địa vị vững vàng trong làng giải trí Cbiz như hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh thời gian lúc mới xuất đạo đã phải trải qua vô số khó khăn và thăng trầm, thậm chí còn bị chính người trong nghề chê bai và miệt thị. Theo lời kể lại, trong lúc Triệu Lệ Dĩnh đợi cảnh quay ở một khe núi, vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên mất, nhưng lại chẳng một ai quan tâm hay để ý đến, dường như coi cô không tồn tại. Chưa hết, Dĩnh Bảo còn từng bị một vị đạo diễn thẳng thường chê bai rằng, sao cứ rổ miệng lên thế, giống như miệng heo vậy. Dù bị đối xử bất công, nhưng vì là một diễn viên nhỏ bé, không tên tuổi, nên cô cũng chỉ biết im lặng cho qua. Điều này đã khiến fan Triệu Lệ Dĩnh vô cùng xót xa và đau lòng. Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm sau khi kể lại, cô đã mỉm cười và nói, lòng tự tôn của tôi bị đả kích dữ dội, nhưng tôi không có khóc, tôi sẽ không khóc đâu, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi bây giờ còn yếu quá, chỉ là một diễn viên nhỏ, đợi sau này có một ngày, tôi trở nên ưu tú vượt bậc hơn, nhất định tôi sẽ khiến bạn phải lau mắt mà nhìn. Trong suốt gần một thập kỷ đầu sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh không hề suôn sẻ như những tiểu hoa cùng lứa khác, như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, cô phải đối mặt với định kiến của netizen vì khuôn mặt tròn trịa, khó tương thích với hình tượng nữ chính trong phim thời đó, cùng với muôn vàn tai bay vạ gió. Chắc hẳn sẽ chẳng mấy ai tưởng tượng ra được cảnh Triệu Lệ Dĩnh bị mắng thảm thương chỉ vì cô uống nước. Chính bởi những khó khăn, chắc chờ đó mà Triệu Lệ Dĩnh đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian trên phim trường, chạy hết từ đoàn phim này sang đoàn làm phim khác, thời gian nghỉ ngơi gần như không có. Rất may mắn, sau đó cô đã casting thành công cho vai nữ chính trong Hoa Thiên Cốt, đưa tên tuổi nữ diễn viên lên như diều gặp gió.
Tiếp theo đó là một loạt các siêu phẩm khác như Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Gió Thổi Bán Hạ. Tính tới thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã là một ngôi sao lớn, sở hữu lượng fan đông đảo, cùng một địa vị vững chắc không ai thay thế được. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.